Được thiên nhiên ưu đãi, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có tài nguyên và trữ lượng nước ngọt lớn nhất nước ta. Với điều kiện sông nước rộng lớn, sông ngòi dày đặc, nên nguồn lợi thủy sản rất phong phú. Trong đó một số loài cá tôm như cá lóc, cá trê, tôm càng xanh, đặc biệt là con cá sặc rằn được xem là đặc trưng của thủy sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, nguồn lợi cá đồng tự nhiên không còn nhiều như xưa. Trong đó, nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao cho chất lượng thương phẩm ngon và sản lượng lớn như cá sặc rằn, cá lóc, cá trê đã giảm đáng kể do bị khai thác quá mức. Trước tình trạng nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, không đủ đáp ứng cho nhu cầu thực phẩm của con người, ngành công nghiệp nhiều địa phương đã liên kết với các viện trường triển khai các đề án nghiên cứu cho một số loại thủy sản sinh sản trong môi trường nhân tạo cùng quy trình nuôi thương phẩm nhằm cung cấp một khối lượng lớn các loài thủy sản nước ngọt có chất lượng ngon, có tính chất đặc trưng vùng miền cho thị trường. Và đến nay, nhiều đề tài đã đạt được kết quả tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có cá sặc rằn. Trước đây, cá sặc rằn thường được nuôi ghép chung với các loại cá khác hoặc nuôi ghép với các mô hình cá lúa, cá heo. Tuy nhiên, từ năm 2005, cá sặc rằn được người dân các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang thả nuôi thâm canh. Và gần đây nhất là tại Bạc Liêu, cá sặc rằn cũng đang là một trong các đối tượng nuôi được địa phương quan tâm phát triển. Vùng ngọt tỉnh Bạc Liêu thì cái con cá sặc rằn thì nuôi được, cho nên là sở khoa học mới phối hợp với cái hợp tác xã An Hòa để xây dựng cái dự án là xây dựng cái vùng nguyên liệu và chế biến khô cá sặc rằn ở tỉnh Bạc Liêu. Thì để xây dựng cái vùng nguyên liệu này thì sở khoa học công nghệ cũng có phối hợp với hợp tác xã để mời cái chuyên gia của khoa thủy sản và nông nghiệp Cần Thơ. Thứ nhất là tập huấn về cái kỹ thuật nuôi cá sặc rằn thương phẩm. Và thứ hai nữa thì cái hợp tác xã An Hòa này cũng có bao tiêu cái đầu ra về cá sặc rằn này để dân an tâm mà sản xuất. Sở khoa học công nghệ cũng có mở rộng cái vùng nguyên liệu này ở vùng ngọt lân cận như là ở huyện Vĩnh Lợi, như xã Châu Thới, Châu Hưng A. Còn ở Giá Gai thì cũng có mấy xã. Cái ý nghĩa của cái dự án này á, thứ nhất là phát triển được cái nguồn lực tại chỗ, nghĩa là cái vùng của Bạc Liêu là vùng ngọt là được nuôi cá sặc rằn mà nó thích nghi, để cho dân tận dụng được những cái ao đìa hoặc là những cái mương ở vườn tạp này kia để nuôi cá sặc rằn. Tại vì cá sặc rằn này thì nó thích nghi trong ruộng lúa cả trong ao đất, mà vườn tạp thì mình đang bỏ hoang rất là nhiều. Với chất lượng thịt ngon, cá sặc rằn được xem là đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long ở cả hai dạng sản phẩm tươi và khô. Khô cá sặc rằn rất được thị trường cả trong và ngoài nước ưa thích, tiềm năng xuất khẩu rất cao. Hiện tại 1 kg cá khô có giá từ 300 đến 500 ngàn đồng tùy theo kích cỡ. Còn đối với sản phẩm cá tươi, giá cũng rất hấp dẫn. Thì tôi nuôi cá này được 2 năm, được nuôi 2 năm được 3 lứa. Nói chung là con cá này cũng kiếm sống được. Đầu tư đó thì nuôi khoảng 6 tháng bán lần. Rồi cái vốn đầu tư khoảng chừng vốn liếng rồi thuốc men hết ao đìa đó, nhân công là khoảng 30-35 ngàn rồi đăng ký. Thì ở đây tôi bán ra được 50 mấy nghìn ký. Thì tính ra 1 tấn cá chắc lời được khoảng chừng 15 triệu. Hiện nay bên cạnh các giải pháp nuôi ghép, có thể áp dụng phương pháp nuôi đơn dưới dạng bán thâm canh hay thâm canh cá sặc rằn trong ao đất với mật độ cá thả dao động từ 5-7 con trên 1 mét vuông, tăng lên từ 20-40 con trên 1 mét vuông. Năng suất cá nuôi có thể đạt từ 10-20 tấn một hecta sau 7-8 tháng nuôi. Và hiệu quả mang lại từ mô hình nuôi đã góp phần cải thiện rất tốt điều kiện thu nhập của nhiều nông hộ ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, một quy trình nuôi thâm canh phù hợp đã được tỉnh An Giang và tỉnh Bạc Liêu phối hợp với khoa thủy sản trường Đại học Cần Thơ xây dựng thành công trong vài năm gần đây. Khi bà con nắm bắt được kỹ thuật nuôi cá sặc rằn tốt, chắc chắn sẽ đạt được kết quả sau mỗi vụ nuôi. Trong đó, khâu chuẩn bị giống giữ vai trò rất quan trọng. Trong tự nhiên, cá sặc rằn thường đẻ vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10. Lúc này nguồn cá giống phong phú, nên đây là thời điểm thuận lợi để bà con tiến hành thả nuôi cá thương phẩm. Trước đây, đa số bà con thường đến các trại sản xuất giống để mua cá con về nuôi. Tuy nhiên, cách làm này sẽ làm chi phí đầu tư của bà con tăng lên. Vì vậy, bà con có thể tham khảo cách cho cá sặc rằn sinh sản tại nông hộ, từ đó giúp chủ động được con giống, giảm được giá thành sản phẩm, tăng cao lợi nhuận.
Cái quy trình mà công nghệ sản xuất giống thì cũng khá đơn giản thôi. Thì thông qua cái hệ thống nuôi, nếu mà người dân có nuôi thương phẩm trước đó, thì hàng năm sau khi thu hoạch nên chừa là một số cái cám bố mẹ có hình dạng tốt để mình tác động cái điều kiện nước, và thứ hai thức ăn bổ sung, để cuối cùng là sau khoảng thời gian mà 2 tới 3 tháng thì người dân sẽ có được cái đàn cá bố mẹ để mà mình có thể tác động tạo cho cá nó sinh sản. Thế thì khi mà cá sinh sản xong thì chúng ta có thể là tiến hành thu trứng để ấp. Thì sau khoảng thời gian 3 ngày thì chúng ta có thể là chuẩn bị cái ao để mà chúng ta thả ươm trong điều kiện ao đất. Ao ươm cá bột có diện tích dao động từ 400 đến 1.600 mét vuông, có vị trí gần sông rạch, có hệ thống cấp thoát nước riêng, bờ bao chắc chắn để tránh mất nước và thất thoát cá trong mùa lũ. Chúng ta phải cải tạo cái ao, phải cải tạo cái ao thật kỹ. Thì thông qua quá trình mà bà con mình cải tạo ao với những bước căn bản, chẳng hạn như mình vệ sinh, rồi mình tắc cạn, rồi mình bắt cá tạp, diệt tạp, hạn chế địch hại có thể là nó tấn công những con cá bột mà mình mới thả có cái cỡ nhỏ. Thế điều quan trọng là khi mình diệt tạp rồi thì mình phải phơi khô, sên vét lớp bùn đáy cho nó kỹ, rất cẩn thận, rồi đồng thời chúng ta phải bón lót phân hữu cơ. Đó là cái bước rất là quan trọng. Tại vì sau khi mà bà con bón phân hữu cơ vô thì khi mà chúng ta lọc nước đưa vào trong cái hệ thống để chúng ta ươm thì ở trong cái ao ươm của chúng ta sẽ hình thành một cái loại thức ăn tự nhiên rất là tốt cho cá bột, trong điều kiện cái kích cỡ miệng của con cá bột rất là nhỏ, mà thức ăn tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm cao mà chúng ta chưa thể là có được cái kích cỡ mà vừa cái miệng của con cá bột mới thả. Chính vì thế mà có thể nói đây là cái khâu mà cực kỳ quan trọng mà bà con mong muốn là nâng cao được cái tỷ lệ sống của con cá giống. Thức ăn ươm cá giống ở giai đoạn đầu dưới 30 ngày rất quan trọng, đặc biệt về thức ăn tự nhiên ban đầu cùng chất lượng thức ăn công nghiệp, thời gian cho ăn và cách thức cho cá ăn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tỷ lệ sống của cá giống. Trong cái quá trình mà ươm giống cá sạch gần thì cái lượng thức ăn sử dụng cho cá ươm thì tùy theo cái giai đoạn phát triển của con cá ươm. Ở giai đoạn cá bột thì thức ăn chúng ta sử dụng thường là thức ăn dạng bột loại đậm đặc. Trong thức ăn bột đậm đặc này thì cái lượng đạm trong thức ăn là nó khoảng 40-41%. Cái khẩu phần cho ăn thì đối với cá bột thì chúng ta trong một cái ao ươm thì thường thì chúng ta tính cái thức ăn trên một cái đơn vị diện tích ao ươm. Thông thường thì cái lượng thức ăn sử dụng cho cái ao ươm với cái mật độ thả ươm từ 500-700 con trên một mét vuông thì cái lượng thức ăn dạng bột mà chúng ta tính là nó khoảng từ 200-250 gram cho 100 mét vuông cho một ngày ăn. Ví dụ như cái ao 1.000 mét vuông thì chúng ta có thể sử dụng từ 2 kg đến 2,5 kg chia làm 4 lần ăn cho một ngày. Và đặc biệt là ở giai đoạn cá bột thì cái thức ăn dạng bột này chúng ta phải hòa với nước và phải tạt đều khắp ao. Và thường cái thức ăn dạng bột thì chúng ta cho ăn tới khi cá được khoảng từ 1 ngày tuổi cho tới khi khoảng 21 ngày tuổi. Sau giai đoạn cá hương thì người ta gọi là giai đoạn cá giống. Thì ở cái giai đoạn cá giống này thì thức ăn thường chúng ta sử dụng là thức ăn viên dặn nổi. Thì kích cỡ của viên thức ăn thì nó khoảng là 0,8 ly. Rồi thức ăn thì thành phần thức ăn thì trong đó đạm thường thì chúng ta sử dụng là nó khoảng 35% đạm. Và khi chúng ta cho ăn thì cái khẩu phần thì thường thì nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cái lượng thức ăn nó có thể tăng lên hay là nó giảm xuống thì nó còn tùy thuộc vào cái lượng cá còn lại trong cái ao ươm của mình. Ví dụ như chúng ta sử dụng một cái hầm 1.000 mét vuông. Ví dụ như một ngày là chúng ta cho ăn khoảng là 6 kg chia đều cho khoảng 3 đến 4 lần ăn. Thì khi chúng ta gãi xuống như vậy đó thì qua thức ăn nó dặn nổi này thì để chúng ta có thể là kiểm tra lại coi cái lượng cá còn lại trong cái hầm nuôi của mình là nó còn nhiều hay ít, là cái lượng thức ăn chúng ta cho ăn như vậy là nó đủ hay là không. Đó thì khi mà thức ăn chúng ta gãi xuống dưới ao thì sau khoảng thời gian khoảng từ 10 đến 15 phút mà khi chúng ta kiểm tra lại mà thấy là cái lượng thức ăn nó không còn nổi trên mặt nước nữa thì có thể là chúng ta đang cho ăn thiếu thì chúng ta phải tăng lên. Còn ví dụ như sau khoảng thời gian khoảng chừng 15-20 phút mà với cái lượng thức ăn đó mà chúng ta đưa xuống ao mà nó còn lại nổi lên nhiều quá thì chúng ta có thể là giảm bớt cái lượng thức ăn lại. Cá bột nuôi trong ao ươm sau 1 tháng rưỡi đến 2 tháng sẽ đạt kích cỡ cá giống để nuôi thương phẩm.
người nuôi cần tiến hành luyện cá để cá khỏe, ít bị sốc, từ đó giảm hao hụt khi thu cá giống. Trong quá trình mà ươm giống thì thông thường thì cái thời gian ươm là chúng ta kéo dài khoảng từ 45 đến 60 ngày. Thì lúc này tùy vào cái mật độ thả ươm và tùy vào cái lượng cá còn lại trong cái hầm thì có thể là kích cỡ cá giống nó dao động khoảng từ 500 con tới tối đa là khoảng 700 con trên 1 kg. Sau thời gian mà chúng ta ươm khoảng từ 45 đến 60 ngày thì chúng ta có thể là chuyển sang giai đoạn là thu giống. Trước khi thu hoạch thì chúng ta có thể là luyện cá khoảng chừng 10 đến 15 ngày. Giai đoạn đầu thì có thể là chúng ta lội xuống cái hầm đang ươm của mình. Thể là một buổi chiều hoặc buổi sáng gì đó chúng ta có thể lội vòng vòng cho nước ao nó có thể nó đục lên chút. Rồi sau đó thì chúng ta có thể là dùng cái lưới rồi chúng ta kéo vô, kéo cá vô và chúng ta thả nó ra. Kéo vô và chúng ta thả ra và chúng ta làm nhiều lần như vậy thì sau khoảng thời gian chúng ta luyện được khoảng từ 10 đến 15 ngày thì chúng ta có thể thu cá giống. Một vấn đề bà con cần quan tâm khi chuẩn bị cá giống chuyển qua nuôi thương phẩm là chọn cá khỏe, màu sắc tươi sáng, đặc biệt là kích cỡ cá phải đồng đều. Chọn cá đồng cỡ để nuôi thương phẩm giúp cá nuôi sau này sẽ đồng đều, ít bị cạnh tranh thức ăn và ít bị phân đàn hơn. Chúng ta tiến hành thu cá giống, để mà chúng ta sàng lọc lại, lựa chọn những con cá có kích cỡ đồng đều. Thì lúc bây giờ chúng ta thả nó sẽ tốt hơn. Tại vì tôi nghĩ là trong thực tế đó là do cái số lượng cá bột mà chúng ta sử dụng để ươm giống nó rất là nhiều. Với mức độ 500, 700 hoặc là có hộ đó, có bà con mình ươm 1.000 con mét vuông đó, thì rõ ràng là trong vườn đàn đó sẽ có những con vượt đàn, có những con có kích cỡ đồng đều và có những con kích cỡ rất nhỏ. Thế thì những cái con vượt đàn mình cũng mạnh dạn loại đi, chỉ lựa những con kích cỡ đồng đều thôi thì nó tốt hơn. Và những con mà kích cỡ quá nhỏ thì chúng ta có thể là dành qua một cái ao khác để chúng ta tiếp tục ươm để mà phục vụ cho việc mà nuôi sau này tiếp. Sau khi đưa cá giống vào giai để ổn định, nếu ao nuôi thương phẩm ở gần ao cá giống, bà con có thể chuyển trực tiếp cá qua ao nuôi. Còn với những ao nuôi cách xa, bà con cần phải đóng cá giống vào bao để chuyển đi. Khi đóng cá giống, bà con cần chuẩn bị bao ni lông lớn, bao bảo vệ, oxy. Đối với cá sặc rằn, mỗi bao chỉ nên đóng từ 2 đến 2,5 kg cá giống, cho nước vào và bơm đầy oxy, buộc chặt miệng để vận chuyển đi xa được an toàn. Cùng với việc thu cá giống, cần chuẩn bị ao nuôi thương phẩm thật kỹ để bắt đầu một chu kỳ nuôi thuận lợi. Ao nuôi cá thương phẩm có diện tích dao động từ 1.000 đến 5.000 mét vuông. Ao có hệ thống cấp và thoát nước riêng, hệ thống bờ bao chắc chắn. Độ sâu của ao dao động từ 1,5 m đến 2,5 m. Ao được cải tạo thật kỹ trước khi thả nuôi. Các bước thực hiện giống như cải tạo ao ươm, gồm sên vét bùn đáy, bắt hết cá tạp, tôm tép, vệ sinh quanh bờ ao, bón vôi để diệt tạp và cải tạo phèn với liều lượng là 10 kg vôi bón cho 100 m² ao. Phơi đáy ao từ 3 đến 5 ngày, sau đó lấy nước vào ao. Nước lấy vào ao phải được lọc qua kỹ bằng lưới mịn để loại bỏ cá tạp. Cá sặc rằn là loài ăn phiêu sinh động vật kích cỡ nhỏ như luân trùng, trứng nước, các chất hữu cơ lơ lửng trong nước, tảo phù du, nên cần tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá trong ao nuôi bằng cách bón lót phân chuồng sau khi cấp nước và trước khi thả cá vài ngày. Lưu ý là mực nước trong ao nuôi cá sặc rằn thương phẩm phải có đủ độ sâu, dao động từ 1,8 m đến 2,5 m, phải thông thoáng, có ánh sáng chiếu vào từ 7 đến 8 giờ một ngày. Điều này sẽ giúp cá phát triển tốt, hạn chế nhiễm một số bệnh thông thường. Khi nước lấy vào đã ổn định thì tiến hành thả giống. Tôi khuyên bà con nên nuôi một độ khoảng chừng 15-20, tối đa là 30 con thôi. 15-20 thì sao? Tại vì nó gắn liền với cái trình độ hiểu biết về kỹ thuật của bà con, gắn liền với kinh nghiệm. Nếu bà con mà có thời gian nuôi nhiều đó thì bà con có thể nuôi mạnh dạn là 30 con. Đó, còn bà con là mới nuôi lần đầu thì tôi nghĩ là bà con nên nuôi khoảng chừng 15-20 con thôi. Thì tôi nghĩ là sau cái thời gian bà con nuôi một năm thì bà con thu được sản phẩm, bà con có cái kinh nghiệm, có trình độ kỹ thuật nhất định thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc nuôi cá sặc rằn rất là thuận lợi, rất là dễ dàng thôi. Bà con nên thả cá giống lúc sáng sớm khi thời tiết mát mẻ.
Trước khi thả giống, bà con nên ngâm bao cá giống dưới ao khoảng 10 đến 15 phút, sau đó tiến hành thả cá giống ra môi trường ao nuôi từ từ nhằm để tránh gây sốc nhiệt cho cá. Hiện nay thức ăn sử dụng để nuôi cá sặc rằn thương phẩm chủ yếu là thức ăn viên công nghiệp. Tùy theo giai đoạn phát triển của cá nuôi mà chọn kích cỡ và hàm lượng dinh dưỡng phù hợp. Khẩu phần thức ăn hàng ngày trong suốt quá trình nuôi dao động từ 2 đến 12% trọng lượng đàn cá. Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần, lúc 7 đến 8 giờ sáng và 4 đến 5 giờ chiều. Bà con nên rải thức ăn đều khắp ao. Trong lúc cho ăn nên quan sát xem cá có ăn hết thức ăn hay không để điều chỉnh kịp thời. Giai đoạn cá còn nhỏ, khẩu phần thức ăn cao, cá càng lớn, khẩu phần thức ăn sẽ giảm thấp, được thể hiện như sau. Cá 1 tháng tuổi, viên thức ăn có kích cỡ 1mm, hàm lượng đạm là 30%, khẩu phần cho ăn là 12% trọng lượng đàn cá một ngày. Cho cá ăn đến hết tháng thứ 2. Sang tháng thứ 3, đổi sang thức ăn có kích cỡ 1,5mm, hàm lượng đạm giảm xuống còn 28%, khẩu phần cho ăn là 10% trọng lượng đàn cá một ngày. Cho cá ăn đến hết tháng thứ 4. Tháng thứ 5, thứ 6, cho cá ăn thức ăn có kích cỡ 2mm, hàm lượng đạm giảm xuống còn 26%. Khẩu phần cho ăn tháng thứ 5 là 7-8% trọng lượng đàn cá một ngày. Tháng thứ 6 là 6% trọng lượng đàn cá một ngày. Qua tháng thứ 7, cho cá ăn thức ăn có kích cỡ 2,5mm, hàm lượng đạm giảm xuống còn 22%. Khẩu phần cho ăn tháng thứ 7 là 4% trọng lượng đàn cá một ngày. Tháng thứ 8 là 2-3% trọng lượng đàn cá một ngày. Tuy nhiên, cần kiểm tra sức ăn của cá để cung cấp vừa phải, tránh dư thừa. Bà con cần lưu ý, thứ nhất là con cá sặc rằn là con cá ăn thực vật. Đó, bà con cần lưu ý, con cá ăn thực vật. Nói thì khi mà mình đưa vào hệ thống nuôi thức ăn cho nhiều, tại mức độ mình nuôi cao mà, thì tảo nó phát triển nhiều. Thì tảo phát triển nhiều, đây là một cái loại thức ăn là căn bản của con cá sặc rằn. Tại con cá ăn thực vật mà, thế thì mình cố gắng là khai thác. Tạo điều kiện cho con cá nuôi thương phẩm mình khai thác tối đa. Nhưng mà nếu mình chưa vào hẳn vào thức ăn này không thì cái thời gian sẽ kéo dài. Đó, thành ra mình buộc phải để rút ngắn thời gian thì bà con mình tăng thêm thức ăn viên công nghiệp vô để mình rút ngắn. Tăng thì tăng như thế nào? Thì tăng ở mức độ mà mình cảm thấy là trong hệ thống ao nuôi khi mình bổ sung thức ăn, con cá ăn hết. Đừng có để trường hợp mà dư thừa. Trong quá trình chăm sóc, bà con cần định kỳ 10 đến 15 ngày thay nước một lần, mỗi lần thay khoảng 30 đến 40% lượng nước trong ao. Sau mỗi lần thay nước, bà con tạt thêm vôi bột với liều lượng 2 đến 3kg trên 100m2 hay thuốc xử lý nước, hòa với nước và tạt đều khắp ao nhằm giúp ổn định chất lượng nước và phòng ngừa các bệnh ký sinh gây hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe cá. Đặc biệt do vụ nuôi bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 rơi vào mùa mưa nên bà con cần thường xuyên đo độ pH của nước để điều chỉnh kịp thời. Có hai phương pháp đơn giản nhất giữ ổn định độ pH trong ao nuôi. Một là rải vôi quanh bờ ao để khi trời mưa, vôi sẽ giúp trung hòa lượng phèn rửa trôi xuống ao. Hai là hòa vôi với nước và tạt đều khắp ao sau mỗi cơn mưa. Cá nuôi sau 7 đến 8 tháng sẽ đạt kích cỡ thương phẩm, có trọng lượng từ 10 đến 12 con trên 1kg, trên 70% mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Cá sặc rằn thích nghi tốt với nhiều điều kiện nuôi khác nhau. Vì vậy, với các nông hộ đã nhiều năm gắn bó với nghề trồng lúa, có thể tham khảo thêm mô hình lúa cá kết hợp để nâng cao thu nhập. Mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sặc rằn trong ao và trong ruộng lúa kết hợp được triển khai nhằm góp phần tạo ra sự đa dạng và phát triển bền vững mô hình nuôi, mang lại sản phẩm hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu sản phẩm từ cá sặc rằn. Đặc biệt đối với các hộ nghèo ít vốn và đất sản xuất, và nhất là thời điểm trong mùa nước nổi, nuôi cá sặc rằn sẽ giúp người nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.